Qua cái cơ duyên mà 2 ngày nay mình học thì nói chung là mình cũng lắm, cũng sơ bộ, nói chung là nó cũng lớn tuổi, nó có một nhiều lại mình cố gắng để mình tiếp thu bài cho tốt, vậy mình sẽ cố gắng mình học cho thuộc cái phần một của bài này. Và trong cái cơ duyên của mình đến cái như may này thì nói chung thì cũng nhờ là mình đã lên, thì cũng như là trên giúp đỡ mình cũng mở mở, tại vì mình nói chung là mình làm công ty cũng nhân viên nhà nước, nhưng mà mối quan hệ mình thì nó cũng rất là nhiều, nhưng mà mình không biết nhà, tại vì hồi đó mình ở tại cơ quan ta tới thì mình chỉ biết thôi, chứ còn nhà nữa mình không biết, nên là bây giờ mình cũng có nhiều cái anh chị em ở dưới làm mà mình kêu người ta mở thẻ thì người ta không chịu mở, cũng là hôm nay người ta lấy cũng là coi như cái chục con mà ta không chịu mở, nên ta nói là ta không có làm, chỉ uống thôi, ta không làm. Thì như là hôm nay thì mình cũng về, mình sẽ quyết tâm cố gắng để mà động viên cái anh chị đó để mình để đơn được giám đốc. Chơi giám đốc màu sao mà chào hết thôi.